Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới của ngày thứ ba. Hôm nay rất nhiều các bản tin cập nhật bao gồm cơn bão Milton, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng đầu tiên, dự báo thời tiết tại quận Cam, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ở quận Cam thì buổi sáng nay trời sương mù rất là nhiều, ngày mai buổi sáng cũng có sương mù nữa, cho nên là hôm nay thứ tư, thứ năm, ba ngày liên tục nhiệt độ buổi trưa lên cao nhất khoảng đâu 79-80 độ thôi thưa quý vị, tối thì rớt xuống bắt đầu còn khoảng 59-60 thôi, nhưng mà đến thứ sáu, thứ bảy đó thì thấy nhiệt độ có tăng nhẹ nhẹ khoảng đâu lên 82-83, nhưng mà rồi sau cái ngày thứ bảy đó, từ chủ nhật trở đi qua tuần sau là coi như là trời nó se lạnh rồi, nhiệt độ xuống còn ở mức 70 mấy thôi thưa quý vị. Và đây là những gì mà CNN đưa ra hình ảnh cho thấy cơn bão Milton đang tiến về bờ biển phía tây của Florida. Và đến sáng ngày hôm nay họ nói bão khi mà ập vào đất liền đó sẽ là cấp 3. Tức là đang ngày hôm qua đến bây giờ phút này đó, chúng tôi gửi đến quý vị tin tức là đã 24 giờ nhưng mà hình thành từ hôm chủ nhật. Và lúc mà chủ nhật báo cáo đó thì tâm bão cách bờ biển phía tây của Florida khoảng 700 dặm. Thì cứ một tiếng đồng hồ nó di chuyển 10 dặm, 24 giờ vừa qua và trước đó nữa. Và tính đến chiều tối thứ tư thì sẽ ập vào bờ biển miền Tây Florida. Họ nói mặc dù giảm cường độ, nhưng mà bởi vì ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị bản tin Breaking News, bão có lúc nó lên từ 4 thành 5, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Và điều đó có nghĩa là họ đo đạt cái nhiệt độ của nước biển của vùng vịnh và đo liên tục thì họ thấy chưa có chiều hướng nhiệt độ này giảm, bởi vì nhiệt độ nước biển giảm thì hoặc là đứng yên vào khoảng 80 độ vân vân thì may ra đó nó không có đổ nhiệt vào như châm dầu vào lửa để khiến cho cơn bão nó lớn hơn, nó nhỏ đi hoặc là nó duy trì với cái diện tích mà quý vị nhìn thấy đó, nó bao trùm nguyên cả tiểu bang Florida luôn. Cho nên họ nói cả tiểu bang, mặc dù tâm bão là nằm ở miền Tây, mà khi đi qua đó, nó qua Tampa rồi hướng về Orlando. Orlando là phía Bắc, còn Miami nằm ở phía Nam. Thì Orlando là Disney. Thì toàn bộ cái khu vực ở giữa đó là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ nói không những ở bờ biển mà cả ở đất liền nữa, bởi vì khi mà bão đi qua như chúng ta thấy ở South Carolina hoặc là North Carolina rồi tiểu bang Georgia, khi mà trước đó cơn bão Helene đi vào thì nó đâu có nằm trong bờ biển đâu, nhưng mà bão đã mang một cái lượng mưa khổng lồ đến cộng với sức gió nữa. Và Helene là tropical storm, bão nhiệt đới. Còn Milton là hurricane, là cuồng phong, tức là cái sức gió khi nó ập vào. Thì thị trưởng của Tampa rồi thống đốc DeSantis ngày hôm nay họ nói những ai mà quyết định ở lại đó thì chết chịu. Họ dùng cái chữ như vậy đó, quý vị sẽ chết nếu quý vị ở lại. Và đó là lý do mà từ hôm thứ hai hôm qua và ngày hôm nay đó, cái số lượng người di chuyển bên phía Florida, nghĩa là họ hủy hết tất cả những cái chi phí công. Thí dụ như lên xa lộ, có những con đường xa lộ phải trả tiền. Rồi ông DeSantis tuyên bố đó là hàng triệu triệu ga lông xăng dầu đang được chuyển tới. Rồi ông Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay đó lẽ ra là đi châu Âu sang Đức, ông hủy bỏ chuyến công du, ở lại để làm việc với chính quyền địa phương cũng như là Florida để theo dõi trận bão. Hơn 100 năm qua, thưa quý vị, từ năm 1921 đến giờ, chưa khi nào mà Tampa
trung tâm, vừa tài chính, thể thao, rất nhiều thứ của Florida. Tương tự như phía đông mình có Miami, Orlando, thì phía tây có Tampa, thành phố lớn, và từ bờ biển cho đến đất liền thì toàn bộ các khu vực này, họ nói là Tampa, nhưng mà những các thành phố khác từ nam phía bắc của Tampa đó đều bị ảnh hưởng. Bởi vì quý vị nhìn thấy cái bề rộng của cái bão này, họ nói khủng khiếp, cho nên mưa lớn rồi sóng cộng với thủy triều tăng lên, sóng tăng lên, nó tăng gấp đôi, bởi vì thủy triều lên vài thước cộng thêm mưa và sóng nó kéo vào lần nữa, nó ập vào, có thể kéo dài tới vài dặm luôn. Thì quý vị tưởng tượng đó, từ bờ biển của mình, nói mình so sánh dụ Huntington Beach đó, thì nó đẩy vào nhiều dặm vào bên trong. Nếu như mà bão này nó ập vào với cái sức gió lớn, họ nói chỉ cần cấp 3 thôi, nhưng mà với mưa lớn như thế đều bị ảnh hưởng nặng. Trong phần tin tức nổi bật chiều nay, chúng tôi sẽ đưa ra thêm nhiều chi tiết cũng như cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến bão Milton. Bây giờ thì thực sự với người dân Tampa và những người dân như chúng ta đã biết cách đây 2 tuần cơn bão Helene đi vào đó, họ đã dọn nhà rồi, họ đã di tản rồi, thì hôm nay nghĩa là về tới nhà dọn dẹp chưa xong nữa, bây giờ lại được lệnh di tản nữa. Bởi vì cơn bão Helene khi vào, nó ập vào cũng phía bờ biển phía tây bắc của Florida cũng bị ảnh hưởng luôn. Cho nên bây giờ mọi người cầu nguyện, chỉ hy vọng thế thôi. Nhưng mà dự báo thời tiết của trung tâm bão quốc gia ngày hôm nay cho biết đó, là theo cái chiều hướng này, cơn bão Milton đi vào Florida tương tự như những gì họ đã tiên đoán, chính xác vô cùng thưa quý vị. Tình hình tài chính ngày hôm nay đỡ rất nhiều bởi vì giá dầu đi xuống. Ngày hôm qua giá dầu tăng lên bởi vì lo sợ cái sự xung đột ở vùng Trung Đông. Dầu tăng rất mạnh trong thời gian qua và có nguy cơ nó vượt quá 80 đô la. Nhưng hôm nay dầu giảm mạnh bởi vì nguy cơ vùng Trung Đông gia tăng mạnh đó đã giảm thiểu. Cộng thêm là thâm hụt mậu dịch của nước Mỹ trong thời gian qua đã giảm chút đỉnh vài tỷ Mỹ kim. Mà đó cũng là điều cho thấy rằng hàng hóa made in USA xuất cảng đã được mua khá nhiều, kể cả dịch vụ thưa quý vị, dịch vụ của Hoa Kỳ cung cấp. Dow Jones lên 47 điểm, Nasdaq lên 210 điểm, S&P 500 lên 42 điểm. Nasdaq có thể lên mạnh bởi vì ngày hôm nay đã giải vật lý của Nobel trao cho AI. AI thì cả năm qua chúng ta đều nghe thấy cái hiện tượng mới nhất hiện nay, càng ngày nó càng mạnh. Những ai mua nhà hoặc là tái tài trợ thì hơi buồn bởi vì phân lời tăng thưa quý vị 4%, 4,02, mà trước đó là 3,6, 3,5 thôi. Nhưng mà không ngờ nó tăng mạnh như thế. Dầu xuống gần 4 đô la, 73 đồng 33 cent. Điều này họ giới đầu tư cũng không lo ngại với cái cơn bão nó gây ảnh hưởng. Họ chỉ nói rằng trong thời gian ngắn hạn thôi. Nhưng mà ông thống đốc thì nói rằng là dầu, nghĩa là xăng dầu đã được cung cấp đầy đủ cho để chống lại cơn bão Milton. Vàng thì xuống đậm 37 đồng 20 cent, 2.628 đồng 80 cent ngày hôm nay. Và thưa quý vị, giải Nobel vật lý sáng ngày hôm nay đã được trao cho hai giáo sư, một người là giáo sư Mỹ, một người là giáo sư người Anh thưa quý vị. Hình bên trái đó là ông John Hopfield, 91 tuổi, giáo sư của Đại học Princeton và Đại học New Jersey. Còn bên tay phải là ông Geoffrey Hinton, 77 tuổi, giáo sư người Anh quốc. Trước đây ông giảng dạy ở Đại học Toronto, Canada, nhưng mà có khoảng thời gian gần 20 năm ông làm việc cho Google. Thì giải Nobel vật lý được chia đều cho hai ông là bởi vì ông bên trái thưa quý vị, Hopfield, là giống như người đã nghiên cứu và hình thành tạo ra cái nền tảng cho AI sau này. Còn ông Hinton chính là người đã phát triển và sau đó là hoàn thiện cái công nghệ trí thông minh nhân tạo. Thì thưa quý vị,
Lúc ban đầu đó, cái công trình của ông Hopfield được bắt đầu vào năm 1982 là ông được truyền cảm hứng từ cái cấu trúc của não, neural network thưa quý vị. Và bởi vì lúc đó đó ông tìm hiểu, ông thấy là các tế bào thần kinh của não thì nó được tạo thành và nó thể hiện bằng các cái nút thắt này đây thưa quý vị. Và mỗi một cái nút thì nó có một cái giá trị khác nhau, và những cái nút này nó tác động lẫn nhau nữa thông qua những cái liên kết được xem là những cái khớp thần kinh, và có thể được điều chỉnh mạnh lên hoặc là yếu đi. Nhưng mà cái sự liên kết nó như thế nào thì bởi vì ông phải sử dụng vật lý để mà tìm hiểu ra những cái giá trị liên kết đó. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin tức này ngay lập tức thưa quý vị. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Vâng, thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa, phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ, giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949 629 0103.